Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Great Game Mobile của mình. Đấy thì ngày hôm nay thì ở video này tiếp tục series những cái trận đánh hay thì mình sẽ tiếp tục gửi tới anh em một cái trận chung kết đấy của các cái cụm sau đấy, của cái con game là kho báu truyền thuyết bên server Âu. Và trận đấu này thì sẽ đến từ vị trí của bạn cá kho. Thì đối với các cái mùa trước đấy, khi ra cái con cái giải đấu trường thế giới này thì bạn cá kho thì bạn ấy đều giành cái ngôi vô địch. Nhưng mà đến cái mùa này thì thật sự là trước cái sự trỗi dậy của một người chơi mới, đó là bạn cái người chơi là Sobi này này đấy, bạn ấy nạp rất là khủng, rất là căng luôn. Đây anh em có thể thấy là đội hình bạn ấy là toàn những cái con tướng UR là mới về sau, ví dụ Siki này, Ray này, rồi Kuma này, kết hợp là Bunet này anh em ơi. Đấy bạn ấy bui một team chính đấy với 3.9 triệu lực chiến đấy, tuy nhiên mà level chiến đội chỉ có 283 thôi, nhưng mà 3.9 triệu lực chiến luôn anh em ạ. Đấy còn đây là team của cá kho này anh em ơi. Đấy team cá kho thì rất là nhiều tướng UR và cũng đang bui một team chính là 3.750.000 lực chiến đấy, nhưng tuy nhiên là đang hơi giàn trải một chút và đã ăn được rất nhiều mùa trước rồi. Đấy ăn được mấy cái mùa bắt đầu từ khi ra cái giải đấu trường thế giới thì team của cá kho ấy, đều là giành vô địch. Nhưng tuy nhiên là bạn Sobin này đấy, mấy mùa là không giành top 1 nên là bạn ấy nạp rất là căng, rất là khủng luôn. Và điển hình là anh em có thể thấy con tướng Bunet này này, đấy là một con tướng là hệ truyền kỳ đấy, mới ra cách đây khoảng 1 tháng thôi. Anh em có thể thấy là kỹ năng HP là leo vào 12 rồi anh em ạ. Đấy còn đây là Rainian, bạn ấy là full HP leo vào 16 này anh em ơi. Đấy đối với con Jung Rainian luôn. Và bây giờ thì sẽ cùng vào xem cái trận đánh này anh em nhé. Sau đó mình sẽ ra mình check cho anh em về trang bị rồi các cái kỹ năng đấy, của cái bạn Sobin này bui. Đây anh em có thể thấy là đối với ba team thì khi mà team chính của cả hai team là đều bui ở team số 2 thì team của cá kho thì team số 1 đã giành chiến thắng đối với team số 1 của bạn Sobin. Tuy nhiên là đối với team chính số 2 của Sobin thì ăn được cả ba team còn lại đấy của bạn cá kho. Bây giờ thì cùng vào xem trận đánh này anh em nhé. Thì đối với ở trận đánh này thì team của cá kho ở team bên trái anh em ạ. Đấy, team số 1 và team số 2 của cá kho thì full SP. À mình xin lỗi là full 16 sao rồi. Đấy, đây là Zodian này, Zodian mới ra và đang ra ở bên server Việt Nam nhé anh em nhé. Đây là con tướng là Rob Lucy phiên bản là CP0. Thì Rob Lucy nó có một cái khả năng là spam kỹ năng rất là cao khi nó chuyển sang form người báo và nó tự tăng công. Sẽ sau đó là nó spam kỹ năng rất là tốt luôn anh em ạ. Nhưng tuy nhiên là đối với người chơi là Sobin này này thì bạn ý là ưu tiên các con tướng tứ hoàng và các cái con tướng truyền kỳ hơn anh em ạ. Và hiện nay thì bên server Âu thì đang ra cái con tướng là Kit Ve Chai ấy, phiên bản là ở nhà tù là cái trận chiến ở đảo Oni anh em ạ. Thì cũng là một con tướng là mình thấy là được ưu ái đấy, siêu tân tinh và sau cùng sánh vai cùng Luffy mà khi chiến đấu với cả hai tứ hoàng ấy anh em ạ. Thì được con Kit này được vui, mình thấy là một con sẽ là có cái lượng sát thương rất là cao luôn anh em ạ. Nó thể hiện ngay thông qua cái chỉ số và cái khả năng là gây sát thương mà bằng cái nội tại ấn của nó anh em ạ. Và khi mà bui full kỹ năng FP ấy, thì nó có thể gây là sát thương là 500% sát thương thông qua cái ấn của nó trước khi nó sử dụng cái đòn đánh của nó anh em ạ. Đấy thì là một con tướng rất là ok luôn. Thì mình nghĩ là sau con tướng Kit này thì chắc chắn là sau đó hệ hải tặc sẽ có thể ra Law hoặc là ra Luffy Zephyr. Và nếu mà có thể nhanh ấy, thì mình nghĩ là Luffy Zephyr sẽ đưa vào cái dòng tướng truyền kỳ trong thời gian tới. Và con tướng là Law hải tặc sẽ tiếp tục và đưa vào Law hải tặc anh em ạ. Là một ba cái siêu tân tinh mình nghĩ là sẽ đưa vào trong cái giai đoạn mới này. Đấy, trong cái giai đoạn tiếp theo. Đấy, như vậy là team số 1 của cá kho thì rất là dễ dàng là ăn được cái team số 1 đấy, của bạn Sobin anh em ạ. Đây anh em có thể thấy là con Rob Lucy này cũng khá là trâu bò luôn. Đấy, tiếp tục là đến gặp turn tiếp theo của anh em ơi. Đấy, Jung Rainian này full kỹ năng HP, tí anh em xem dam của nó nhá. Đấy, tiếp tục là Berlitz này anh em ơi. Đấy, Berlitz thì là một con tướng dam, Siki là kỹ năng 1. Rồi, đấy anh em thấy chưa? Cái con Siki này. Đây từ từ để Jung Rainian nó xả dam đã. Tiếp tục này, úi giời ơi anh em ơi, thấy chưa, Jung Rainian chém ngọt sớt luôn. Mình tiếp tục nhé, đối với con Siki này ở cái kỹ năng 1 và kỹ năng ulti của nó anh em nếu để ý đúng không, thì khi nó sử dụng lần một kỹ năng thì lượng sát thương thường là không cao bằng khi nó sử dụng lại liên kích. Đấy, lý do là bởi vì khi nó tấn công lại liên kích lần 2 ấy, thì ngoài cái mục tiêu chính là nó tấn công thì nó còn tấn công thêm đấy, sát thương lan thêm một hai mục tiêu nữa, nên là lượng sát thương của nó rất là cao anh em ạ. Anh em có thể thấy rất là cao. Nhưng tuy nhiên trận này thì anh em để ý mấy con tướng mới nhá. Đây Berlitz này rất là nét, rất là đẹp luôn. Bao nhiêu? 3.9 triệu sát thương kìa.
đấy, Berlitz và con tướng Kit ve chai ấy, thì được tạo hình cái ulti mình thấy rất là sắc nét và rất là đẹp luôn anh em ạ. Rồi Siki ulti lần 2 bao nhiêu đấy, lần 2 này hãy đây là ulti của Kuma anh em ơi. Rồi tiếp tục bây giờ là hai team chính gặp nhau này, hai team chính gặp nhau này, Luffy ra kho đâu đây anh em ơi, đấy Luffy ra kho của cá kho này. Cái lượng búp của team của bạn Sobin rất là cao luôn anh em ạ. Jungwanian chém này 4.4 triệu sát thương này, ngọt sớt luôn anh em ơi. Và gần đi cây máu của Luffy Zephyr rồi. Đấy Luffy Zephyr là lại phải bật, vừa rồi là bật khiên miễn dịch. Nhưng tuy nhiên là dính cái dấu ấn là Desolation, là cái dấu ấn là cấm trị liệu và cấm nhận khiên miễn dịch này. Đấy của cái quan tướng là Jungwanian rồi anh em ạ. Anh em thấy nét chưa? Đấy, rất là nét luôn. Ulti 1 triệu sát thương đến từ vị trí của Luffy Zephyr luôn. Đây là kinh này, kinh của cá kho này anh em ơi. Rồi 511 sát thương. Đấy. Hiện nay thì anh em có thể thấy là cái lượng sát thương của team cá kho gây ra cho team của bạn Sobin thì nó không được tạo được cái độ bão cao và lượng sát thương cũng không thấp cho là không cao cho lắm anh em ạ. Đấy, mặc dù là kỹ năng SP của team của cá kho thì đối với con Siki và con King nha anh em nhá, nó cũng trên 11 12 rồi, nó tầm 11 12 kỹ năng SP rồi anh em ạ. Nhưng tuy nhiên là cái lượng sát thương gây ra nó không cao cho lắm. Đấy, ở đây thì nếu anh em để ý thì ở team của bạn cá của Sobin ở team bên phải thì ở trên đầu các con tướng nó có cái dấu ấn, rất là nhiều dấu ấn là tăng kháng bạo này, tăng kháng crit dam này, tăng miễn giảm sát thương này anh em ạ. Đấy, và tăng giảm sát thương luôn. Đấy, và tăng kháng bạo kích nữa. Rất là nhiều cái dấu ấn thủ luôn anh em ơi. Cái dấu ấn này thì mình nghĩ nó sẽ xuất phát từ con tướng Mako và con tướng là Kuma anh em ạ. Nếu như ở bên server Việt Nam anh em nhé, anh em nào không có điều kiện chơi nhiều các con tướng UR ấy, thì cái meta hiện nay thì những anh em nông dân, nếu anh em muốn chơi UR sớm thì mình khuyên anh em là nên lấy Kaido, chứ anh em đừng nên lấy dâu đen, bởi vì Kaido thì nó sẽ dễ bui hơn con tướng dâu đen. Dâu đen nó sẽ ra rất là nâu ở trong cái dương tướng UR. Đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì nếu anh em nào mà thích nữa, thì anh em tích vé nữa, thì mình khuyên anh em nên lấy một con là Mako, là một con tướng búp máu. Con này nếu kể cả 7 sao 8 sao nó cũng sẽ là một con nó rất là khủng luôn anh em ạ. Support rất là khủng luôn trước khi ra Jungwanian. Đấy, mà Jungwanian thực tế thì nó phải bui được gần full kỹ năng SP thì nó mới ngon. Đấy, hoặc là cái kỹ năng SP level 4 là skill 4 ấy, nó phải full level 4 thì nó mới ngon được, chứ còn nếu bình thường thì cũng không ăn thua gì đâu anh em ạ. Đấy, tuy nhiên là Mako thì nó sẽ là một con tướng là thay đổi meta luôn. Đấy, nên là những anh em nông dân, anh em cứ cố gắng tích tầm 400 vé, 500 vé để anh em kiếm con Mako tầm 8 sao 9 sao là anh em dùng được rồi. Đấy, như vậy là cả hai team thì đều đã chết một em. Đấy, team của cá kho thì chết em Luffy Zephyr. Đấy, còn team của bạn Sobin thì đã chết cái con tướng là tanh là Kuma rồi anh em ạ. Đấy, ulti này hồi 1.2 triệu máu, anh em có thể thấy là hồi máu của Mako thì rất là cao luôn đúng không? Lượng hồi máu hồi rất là cao luôn. Đây Blitz này, Bullet này, Bullet này 3.6 triệu sát thương này anh em ơi, và tiễn kinh lên đường rồi. Rất là tiếc cho cá kho luôn, mùa này không thể chống chịu được anh em ạ, không thể đỡ được nữa rồi. 4.4 triệu sát thương đến từ vị trí của Jungwanian này. Tiếp tục liên kích lần 2. Đấy, ui dồi ôi, chém ngọt sớt luôn anh em ơi. Tiễn Mako lên đường rồi, như vậy là còn tên số 3 của cá kho thì chắc chắn là sẽ ngọt sớt thôi. 1.4 triệu sát thương đấy, đến từ những cái phát đấm của con tướng là Blitz, và tiếp tục là Siki kìa. Đấy anh em ơi, quá là khủng luôn. Lượng sát thương Q1 và liên kích quá là khủng luôn anh em ạ. Tiễn luôn hai em lên đường rồi với Blitz và con tướng Siki luôn. Jungwanian thật sự là một con tướng là thay đổi meta luôn. Đấy, đối với những người chơi nào có Mako thì đúng là gặp Jungwanian như là gọi là cua gặp ếch anh em ạ. Cấm trị liệu luôn, ulti phát là cấm trị liệu luôn anh em ạ. Trước đây thì các người chơi là ưu tiên là xếp Mako UR ở vị trí hàng 1 đấy, ở phía trước để chống chịu và làm tanh luôn. Nhưng bây giờ mà xếp hàng trước mà gặp Jungwanian thì đứt điện luôn anh em ạ. Rồi, tiếp tục Siki đá là lên đường thôi. À Blitz, mình xin lỗi là Blitz, vừa rồi anh em có thể thấy là Blitz nó có khả năng cũng có khả năng phản đam nha anh em nhé. Và khi nó phản đam thì nó sẽ gắn một cái dấu ấn đấy, lên con tướng đối phương đó. Ôi giời, 1.6 triệu sát thương. Đấy anh em ơi. Như vậy là Sobin thì đã giành chiến thắng rồi. Bây giờ mình sẽ review cho anh em về đội hình team chính của Sobin nhá. Đầu tiên là con Mako này anh em ơi. Mako này thì kỹ năng SP thì chưa bui này. Bạn đi tăng tập trung cho con tướng là Jungwanian. Đấy. Về cái
khảm đá thì bạn ấy đang khảm đá hồi máu anh em nhé, và cái lượng hồi máu thì bạn ấy đang bui lên đến 69%. Tiếp theo là về rune này, một rune kháng bạo này, một rune liên kích này, level 3 này, một rune giảm sát thương level 3 này, một haki là hồi máu level 3 và một haki là speed level 4 này. Đấy là được con đầu tiên. Con thứ hai thì bạn ấy chơi là Siki. Siki này là full kỹ năng SP là bui đến level 12 nha anh em nhé. Và khảm đá thì khảm đá crit nam, lượng crit là 36%. Đấy, tiếp theo là rune này. Đấy, rune một rune là kháng bạo và crit này. Đấy, một rune là xung kích và crit nam này, một rune là liên kích và một rune là speed. Tuy nhiên là speed thì level 3 thôi. Đấy là con thứ hai. Con thứ ba đây, Young Renian đây anh em ơi. Đấy, bui công này, lượng crit là 49% này, crit nam là 240% này. Tiếp theo là kỹ năng SP là full level 16 nha anh em nhé. Đây về rune đây, một rune là speed level 3 này. Đấy, một rune speed level 3 này, mà một rune là thần lực. Đấy, level 3. Tiếp theo là một haki liên kích, một haki là crit nam này. Đấy là đối với Young Renian nhá. Tiếp theo là Kuma, đấy Cyborg Kuma. Kuma thì tanh nha anh em nhé. Tanh Kuma chưa kỹ năng SP. Hiện nay thì một rune là kháng crit này, một rune là liên kích này, haki speed và haki là giáp anh em nhé. Đấy là đối với con tanh. Và con cuối cùng là con tướng là Bunnet. Bunnet thì kỹ năng SP là level 12 với một rune là truyền thuyết này anh em ơi. Đấy, crit này, level 4 này, 20% này. Đấy, liên kích level 4 này và một rune là thanh tẩy này và crit nam này. Tiếp theo một haki là speed này và xuyên giáp anh em ạ. Thì đấy là team chính của bạn Sobin là như vậy. Thì rất là tiếc đối với cá kho thì là một người chơi bên xa bờ Việt Nam thì đã rất nhiều mùa trước là giành top 1, nhưng tuy nhiên là mùa này thì gặp Sobin đấy nạp quá mạnh luôn anh em ạ. Anh em có thể hiểu là một tuần mà bạn Sobin này bạn ấy nạp nếu quy ra tiền Việt ấy, để ăn một cái vườn là tầm 100 triệu thì anh em biết là nó khủng, độ khủng và độ cay cú đối với cá kho nó như nào rồi. Nên là tuần này bạn ấy giành top 1 rồi. Đấy, nên là cũng rất là buồn đối với bạn cá kho, nhưng tuy nhiên là không sớm thì muộn bạn Sobin thì bạn ấy cũng sẽ giành được top 1 thôi. Với cái tốc độ nạp như vậy thì không thể đỡ được anh em ạ. Rồi thì ở video này mình muốn gửi tới anh em đấy, trận chung kết của cá kho và một người chơi mới nổi ở bên server Âu là như vậy. Rồi xin chào anh em nhé.